chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp công nghệ cao, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, mở rộng thị trường, gia tăng những dịch vụ tiện ích hiện đại. Với những thành tích xuất sắc, ngày công thương tỉnh Thái Nguyên đã được đảng, nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Công thương Thái Nguyên đã không ngừng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành vượt mức mọi nhiệm vụ được giao. Giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng cao và liên tục đứng vị trí thứ tư cả nước. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp công nghệ cao, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, mở rộng thị trường, gia tăng những dịch vụ tiện ích hiện đại. Với những thành tích xuất sắc, ngành công thương tỉnh Thái Nguyên đã được đảng, nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Trường Đại học Thái Nguyên, trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên được thành lập năm 1966. Đến nay đang diễu hành qua lễ đài là khối cán bộ giảng viên tiêu biểu trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thuộc Đại học Thái Nguyên, tiền thân và phát hiệu Đại học Bách khoa Thái Nguyên, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên đang triển khai các quy mô đào tạo hiện nay để nâng cao chất lượng giảng viên với nhân mạch đào tạo là những ngành kỹ thuật nhiều cơ hội để đổi mới công nghiệp trải qua những bệnh viện xây dựng và cho nhân dân các dân tộc khu vực trung du miền núi phía Bắc. Trường đã vinh dự được Đảng, Chính phủ tặng thưởng huân chương độc lập vì huân chương đã vinh dự vì nỗ lực để trở thành một trong những trường đại học hàng đầu về đào tạo phù hợp ngành sức khỏe của đất nước. Trong những lớp trao tặng rất nhiều anh hùng, đồng nghĩa hôm nay đã không ngừng đổi mới.
giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, thu hút đầu tư hơn 90 dự án khu công nghiệp theo hướng hiện đại. Thành phố Phổ Yên có phong trào rèn luyện thể dục thể thao rộng khắp, nhiều vận động viên tham gia các đội tuyển môn karate, vũ trụ tham gia đua tài ở tất cả các môn thi đấu. Với quyết tâm cao, chúng ta tin tưởng đoàn vận động viên thành phố Phổ Yên sẽ giành nhiều thành công. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên huyện Phú Lương, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phú Lương là một địa phương giàu bản sắc văn hóa dân tộc với nhiều di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh, nổi tiếng là di tích lịch sử đền Đùng và những nét văn hóa đặc sắc như lễ hội đền Đùng, lễ hội cầu mùa đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Bản sắc văn hóa của người Dao Lô Nam, lễ hội bánh xèn của người Tày tham gia đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022 với tinh thần thể thao trong sáng, đoàn kết, trung thực. Đoàn vận động viên Phú Lương sẽ tham gia 10 môn thi đấu quyết tâm giành bằng 2 vận động viên xuất sắc của tỉnh. Vận động viên Nguyễn Thị Ngân, cô Thu Huyền, ăn huy chương vàng quốc thế giới, ăn huy chương vàng SEA Games 31 và liên tục 10 năm qua đạt được nhiều huy chương vàng bạc đồng quốc gia. Vận động viên Phan Đình Khải được huy chương vàng và nhiều huy chương vàng đồng quốc gia tranh khắp cùng. Xin chào nhé. Quay tiếp để quay. Chú rồi đã. Dí dí sát vào đấy, đúng rồi đấy. Nó phải quay từng lỗ trong.